Xin kính chào quý vị. Bây giờ là 20 giờ 45 phút ngày 15 tháng 11 năm 2024. Xin thưa tới quý vị và các bạn, không lòng cái video này chia sẻ thì nó cũng thế nào ấy. Thế nên là thôi, cứ làm cái video chia sẻ cho nó mãn nguyện. Trước tiên, số điện thoại để mọi người liên hệ Trần Văn Chốt Radio Cassette chất lượng tốt 0368888479, hân hạnh được phục vụ. Buổi chiều ngày hôm nay thì có gửi cho ba thượng đế rồi. Thượng đế ở Bình Định mua chiếc âm ly Bioner SA Bioner SR đấy thôi. SA 8900. Đấy, thượng đế ở Ninh Bình đấy, là một thượng đế U70 mua cái vỉ radio đài Sony 1058. Và một thượng đế ở thủ đô Hà Nội, Trần Văn Chốt Mỹ Đài Sony B5S Mk2, chiều ngày hôm nay gửi rồi. Còn bây giờ đây là chiếc đầu VO của hãng Sharp, có model là M8 Made in Japan. Đây, cái chiếc đầu này bữa hôm mình mua ở trên Sài Gòn, mua về cũng có video giới thiệu rồi. Hôm đó giới thiệu là 350.000 đồng. Tắm rửa sạch đẹp rồi. Đây. Tắm rửa sạch đẹp lắm này. Đấy. Đây. Đây là cái vỏ ở dưới này. Đây, tắm rửa sạch đẹp. Đấy. Sạch còn hơn cả chùi. Sạch hơn cả chùi luôn. Đây. Tắm rửa rồi tem như mới. Đấy. Sharp có model là VCM8E này. Đấy, điện áp 110 cho tới 240V. Auto tức là tự động. Công suất biểu kiến là 13W, Made in Japan, sản xuất ở Nhật Bản. Chứ này, giấy xé ra để lau đầu từ đấy. Cái chiếc đầu VO này, xin thưa tới quý vị và các bạn, buổi tối ngày hôm nay làm cái video này để coi như thế là gửi tới những ai mà mua về để sửa lại hoặc là mua về để làm bộ sưu tập để trưng bày nhá. Cái người người ta biết tiếng Tây, người ta học ngoại ngữ ấy, thì mình thấy người ta gọi là cái gì, đề cô hay là đe co đấy. Thế mình thì mình không biết tiếng Tây thì gọi là để trưng bày làm bộ sưu tập. Hôm nọ lấy về là giới thiệu là có hình có tiếng, hôm nay tắm rửa sạch đẹp rồi nó cũng có hình có tiếng. Thế nhưng mà hình thì nó bị xước mất cái đoạn ở giữa. Thế mà tiếng cái con này ấy, nó lại không nảy lên stereo. Khi cái có những cái băng mà nó nảy âm thanh lên stereo thì nó lại nổ. Nó lại nổ. Cái lúc mình mua ấy. Lúc mình mua thì cũng chỉ test tiếng thôi chứ không được test hình. Nhá. Test tiếng thôi. Đấy, thế mà test tiếng ấy thì cái lúc mình mua ấy mà để mà ngồi mà lại test tiếng cho nó nảy stereo lên thì cũng chẳng ai người ta bán cho. Thì thôi cứ ra tiếng là được. Đấy. Thế nhưng mà mình mua là một chuyện. Thì có những hôm mà mua những cái không được thử thì về nó vẫn cứ chạy. Thì có những hôm mà mua được thử thì nó chạy nhưng nó chạy chẳng làm sao cả. Đấy, ví dụ như cái này. Nó chạy nhưng nó chạy chả làm sao cả. Thì thôi thì nó có cái nọ cái kia. Mua bán thì phải chấp nhận thôi chứ biết làm nào. Ngày hôm nay thì xin thưa tới quý vị và các bạn, cái sảy nó nảy cái ung như vậy thì thanh lý ra đồng nát, mai làm bát bún nha. Sao mai làm bát bún với lại tí nút lá chuối 50.000 đồng. 50.000 đồng là gửi đi, à là đến tận nơi lấy. Thế còn 100.000 đồng là gửi đi, tức là 50.000 thùng xốp nha.
Đấy. Tắm rửa sạch đẹp lắm rồi. Đấy, các thượng đế về coi như để trưng bày cũng được, để trưng bày cũng được. Nếu mà không đến được thì gửi mình 100, gửi mình 100.000 đồng. Thế còn đến đấy được, ví dụ như ở loanh quanh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An đến đây lấy được. Đấy, có con em làm công nhân ở đây đến đây ghé vào đây lấy được thì 50.000 đồng. Thế còn các thượng đế ở xa không tới lấy được, mình gửi đi thì 100.000 đồng. 100.000 đồng là tiền cái đầu này nhá. Thế còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả. Đấy, không được lãi thì cũng phải gãi được tí vốn nhá. Không được lãi thì phải gãi được tí vốn. Như thế này là lỗ vốn nhá, lỗ vốn. Thế mà lỗ thì có người có cái quan điểm là lấy lỗ để gì, mình thì lại có cái quan điểm lấy lỗ để làm niềm vui, vì đây đó là những cái bài học, đấy nó là những cái bài học. Đấy, chắc chắn là hồi dày thì người các cụ bảo là tham thì thâm, tham thì thâm nhá. Từ dày giờ đi, từ giờ giờ lại, đầu vi ô mà khi mua, mình mua ở trên Sài Gòn này, từ dày giờ đi, từ giờ giờ lại. Xin hứa với quý vị và các bạn, nếu như không cho test hình vật, test tiếng thì đúng là no never, không bao giờ dây vào nữa, không bao giờ dây vào nữa. Đấy, vì dây cứ cái được cái thì lại không, thì thoáng mới được cái được, cái còn đây như hôm nọ cái kia thì lại hỏng hết bánh kẹo ở bên trong, nó lại bét nhè ra. Nên như cái hôm nọ thì lại không cho xem, cái này mình mua thì người ta cũng không cho mở nắp ra mà xem. Đấy, thế nhưng mà kinh nghiệm, kinh nghiệm dây vào mấy cái rồi, dây vào mấy cái kia vẫn nằm ở kia, cái đấy thì khéo mãi đang lên bán 50.000. Đấy, cái đấy thì nó mình cũng chưa test hình nhưng nó có tiếng, thế nhưng mà cái đấy là cái vỉ nguồn này nó lại đào bới xới lộn bét nhè rồi. Đấy, chứ còn nếu mà mở nắp ngay ra, cho mở nắp ra để xem ngay từ đầu thì mình chẳng bao giờ mình mua. Thế nhưng mà cái vấn đề là mua thì mua, không mua thì thôi, chứ không có chuyện mở nắp ra xem. Thế nhưng mà tiên trách kỷ, hậu trách nhân, cổ nhân dạy rồi, nên là do mình tham thì mình tham thì thâm, cổ nhân đúc kết rồi, tức là mình thấy gọi là giá nó cũng hời nhá, giá cũng hời, cứ nói trắng phớ là thế cho dễ, giá nó cũng hời thì là mua. Đấy, thì là mua, mua thì là nhiều khi là bị nó như thế này là chuyện bình thường thì phải chấp nhận, thế nhưng mà bị nhiều quá rồi thì thôi không mua nữa. Đấy, thế nên là lấy lỗ để làm niềm vui, để là cái bài học, để là cái bài học. Đầu đĩa cũng vậy. Đấy, đầu đĩa mình cũng người ta cũng chẳng cho test hình, chỉ có đưa đĩa vào thôi, cũng chẳng test tiếng. Đầu đĩa, mua đầu đĩa cứ đưa đĩa vào, nếu như nó nhìn thấy nó đếm bài là giả tiền, còn nếu không thì thôi. Đấy, nên đầu đĩa bây giờ mình cũng ít mua lắm, ít mua lắm. Mua là cứ phải cho test hình, test tiếng, được thì mua, không được thì thôi. Vẫy tay chào nhau nhá, vẫy tay chào nhau một lần đầu và một lần cuối. Mùa này về thứ nhất là tiền thì nó cũng chẳng đáng bao nhiêu, nó cũng chẳng có gì là ghê gớm cả, lấy tí chứ cái tiền mình lỗ thì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thế nhưng mà nghĩ nó cứ thế nào ấy. Bây giờ ví dụ như người xưa người ta bảo là mỗi một lần vấp ngã là một lần bớt dại, ai nên khôn chẳng dại đôi lần, thế mà bây giờ lại dại đến 20 lần nữa thì thôi, còn nói cái chuyện gì nữa. Hay ví dụ như đài Sony 1130, 1133, từ giày giờ đi, từ giờ giờ lại, mình không bao giờ mình mua nữa, không bao giờ mua nữa, không bao giờ mua cái con của nợ ấy nữa. Vì vì mua cái con của nợ đấy là toàn bị loa quất lại, mà toàn bị loa quất lại như vậy là thì lại toàn phải bỏ thóc ở nhà mang ra để bù vào, có phải không ạ? Đấy, thế thì không bao giờ mua nữa, mua những cái con mà thi thoảng nó mới gặp loa quất lại thôi. Kể cả cái con này vậy, con KW77 gì, con Sony CFS 3 số 7, CFD 3 số 7, những con đài này cũng hay bị loa quất lại lắm, hay bị loa quất lại lắm. Khuyển khôn thì tha thứ, tha cái gì về nhà nhỉ? Đấy, chưa già đã lú, khuyển khôn tha tha gì về nhà, người dại thì lại mang cả của nhà mang đi. Bây giờ dại vài lần rồi đấy, ví dụ như cái đầu này cũng là dại rồi này. Đấy, thế mà mang nhiều lần của nhà đi để bù vào thì cũng phải khôn ra chứ này. Bạn sau nhìn thấy những cái chiếc đầu video như thế này mà không không được phép test hình test tiếng thì không bao giờ mua nữa. Nó phải khôn ra chứ, bây giờ gọi là nộp học phí rồi mà không dồn, không khôn ra nữa thì thôi, còn nói cái chuyện gì. Đầu này mình tắm nước rồi, tắm nước sạch đẹp lắm này, nên các thượng đế bỏ ra 100.000, 100.000 gọi là mời lão nông mà sáng mai bắt bún với lại tí nút lá chuối này.
tắm rửa sạch đẹp lắm này, nếu mà về để coi như thế là trưng bày. Tức là bây giờ ví dụ như có thợ thợ người ta sửa đầu video thì mình khôi phục lại nhá. Đấy là nó vẫn chạy, vẫn có hình có tiếng, thế nhưng mà tiếng thì khi mà nó nảy lên stereo là nó nổ. Đấy, thế còn hình thì nó vẫn nét, thế nhưng mà nó bị mất kẻ mất một đường, nó bị kẻ mất một đường không biết làm sao. Chứ không phải là không phải là nó không chạy, nó vẫn chạy. Đấy. Thế nhưng mà mua cái đầu ở thể vẫn chạy mà không 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 không, không xem là nó mỹ mãn được, nó cũng nghĩ nó thế nào. Đấy, thế nên là thôi, thanh lý ở cái giá đồng nát để các thượng đế về bày biện sưu tầm. Đấy, mình vệ sinh sạch đẹp lắm này. Đấy, sáng choang này. Đấy, chống từ này. Đấy, đây, con IC gì này mà IC này chắc là nó điều khiển để cái chống này nó quay. Đấy, chống nó quay M56732 này. 56732. Con này thì được cái phên vỉ đẹp, chưa chưa đầu mới sơn lộn gì. Đây. Đây, được con phên vỉ đẹp thì lại tiếng trục trặc, hình trục trặc. Cái con được con có hình có tiếng thì lại phên vỉ bét nhẹ. Thế thì còn mua bán cái gì? Đấy, con này phên vỉ đẹp. Con này phên vỉ ở dưới thì không có dấu hiệu của sự đào bới sơi lộn nhá. Thôi, tình trạng của nó như thế thì mình cũng thưa với lại mọi người rồi. Yeah. Chứ còn nếu mà không 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 được 50.000, mình bán 100.000 đồng là gửi đi mà, thì 50.000 tiền thùng xốp, 50.000 cái đầu này, còn nếu mà không lại còn không bán được 50.000 đồng thì sáng mai làm bát bún nữa, với lại cái nắp phích nước lá chuối nữa thì thôi, còn nói cái chuyện gì. Bây giờ mà vứt ra ngoài vườn kia trẻ lúc nó bán nó cũng được mấy đồng, bán 50.000 đồng là hết hết chịu. Thôi, thế mình dừng video ở đây, 50.000 đồng là anh em nào đến đây lấy được nha, thế còn gửi đi là 100.000 đồng. Đấy, hy vọng sau video này có thượng đế Trần Văn Chốt thì sáng mai lão nông đi làm bát bún, làm bát bún để lấy sức để phục vụ quý vị. Thời gian vừa rồi cứ cơm nguội nhá. Đấy. Thôi, nhưng mà cơm nguội nó có cái hay của nó nhá. Đấy, trường kỳ được. Đấy, còn ví dụ như ăn các loại mì ăn liền bây giờ ăn nhiều nóng ruột lắm, nóng ruột lắm. Thế mà nóng ruột thì người ngợm nó cứ thế nào ấy nhá. Thôi, mình dân gọi là nông dân tá điền thì cứ ở nhà làm bát cơm nguội. Đấy. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn thân ái, chào tạm biệt.